đây mọi người thấy chưa, hợp lý không? Rồi, bữa nay chía thần tài. Rồi chào mọi người, bữa nay mình sẽ tiếp tục đi câu bằng cây bút 1,4 nha. Tiếp tục hôm nay là chuỗi series đi câu lua nữa. Cái này dài 1,4 thấy chưa, dài không, đẹp chưa. Bữa nay mình sẽ câu bằng con mồi chiton này nha, con nhế nhảy Thái Lan mà làm thủ công á mọi người. Đây, nhế nhảy Thái Lan làm thủ công, làm bằng tay, và lưỡi của nó là dạng chống dướng hở á, nó phải chống dướng kính ha, lưỡi nó đưa ngoài nè, táp phập là lụm lúa liền á. Còn dạng mấy con của pin thì chống dướng kính, thì tùy mình thôi, mình muốn hở muốn kính mình có thể chế lại mà. Con này thì luôn có chẽm, để ở đây đi. Đó, anh em thấy chưa, bao đẹp luôn nha. Mà con này size nhỏ 6g 8g nha, tôi không nhớ chính xác nữa, hình như 6g á, nhỏ bắt cá bú bình được. Mình chơi là dây nguyên bản của nó nha mọi người. Bữa nay câu cái đìa của bà chị thử coi, rồi có cá lóc Hugo không, có chắc cũng xác định dục cái sợi dây này luôn. Đây có một con Hugo đây, cái mặt nó có vẻ khá sợ hãi. Bút 1,4 con này nếu mà đi đúng cái bộ quần lua nó action nó sẽ rất là đẹp luôn á mọi người. Nó hàng Thái là có khác, giống như phải hàng Trung Quốc. Rồi bắt đầu dính gác là chuẩn bị dính cá đó nha. Nó vậy đó, thường là dính gác trước rồi dính cá sau. Chưa thấy gì. Chưa được dính cái lóc trên cái cần cái bút này lần nào hết, chỉ có một lần táp đóng gãy cần. Các bạn có nhớ cái clip táp đóng gãy cần đó không, tới luôn, tới chỉ luôn. Rồi, dính thêm con Hugo nữa. Mấy con hết hổn nổi.
Hay gửi gói cái dính ghét luôn các bạn. Hả? Dính nguyên tàu dừa. Dính gì? Dính tàu dừa à. Đang kéo vô. Đứt cái mất con mồi. Cầm lọt trong ghê không? Mà cá nướng bán mắc chết cho mấy ngàn gì á. Hả? À, nay mình câu không dính không ai cũng vớt cá cho luôn nha mọi người. Hả? Tiền đâu mua vàng. Đó mọi người thấy chưa? Lua mà vớt dính nè. Lua dính cá bự đó. Cho em mượn cầm. Đây mọi người, thấy chưa, nhưng mà không phải lùa dính, không phải câu dính, mà vớt dính, à, hợp lý không? Rồi bữa nay chía thằng Tài, đi câu cũng được, giờ vớt cá luôn. Giờ đi rửa cá nha mọi người. Đó, thấy câu ghê không? Thấy câu nè, thấy chưa? Con mồi nè, câu cá không cần động tới lưỡi luôn. À, không thấy, không thấy nớm ta. Ờ, nó không ốp nè. Giờ mình nghe mình nướng chui nữa nha. Cái lóc nướng chui. Nhìn không? Đó, đó, đó. Trời, cá nó chết nữa kìa. Ngậu à, cho nó chết trước hả? Để nó phải dậy thôi. Ủa gió tạt đâu là ấy ở trên hả? Có lại cái này cái lưng bị lưng nè em. Chứ rồi đó là em ấy là em để nguyên nùi lên luôn à. Nè cũng để nguyên nùi lên đó. Mình để cái bình lưng chút. Rồi để tạo cái thang chính nè. Chính đâu nghe ông nội. Trời. Không quá. Ừ, giờ nó cháy hết rồi đó mọi người. Giờ đang ôn nữa. Tí xíu nữa mình khô ra là ok ha. Có cá thì dĩa thằng Tài nha. Phát hiện một thanh niên cà khịa với mình nha mọi người. Tính phá ăn cá của mình đây. Được cái dòm. Mấy đứa nhỏ nhỏ phá dữ lắm. Bà. Đi con. Đứng này bung khói hả? Tình hình sao rồi? Ai sao rồi đó hả? Nè cái gì vậy? Giống như nó lọt ngáy không? Đùi nó. Nè tét luôn. Được chưa? Chứ gãy cây. Trời ơi, làm từ chính rồi. Ém nó về chỗ đó mà. Ủa không lấy gom cạo như vậy? Dạ cạo. Đây.
Gơm hả? Dạ. Cho nên chạo gơm không à? Nướng đen thui chạo ra hấp dẫn không?